Thầy chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ học môn toán lớp 9, chương 4 hàm số y bằng ax bình và phương trình bậc hai một ẩn. Trước tiên chúng ta sẽ học bài 1. Y bằng ax bình với điều kiện là a khác không. Thứ nhất là hàm số các dạng y bằng ax bình, điều kiện a khác không. Bây giờ thầy cho một ví dụ y, ví dụ một nó có hàm số y bằng 3x bình, và ví dụ hai có hàm số y bằng trừ 3x bình. Bây giờ thầy sẽ kể cái bảng của hàm hàm số thứ nhất. Thầy sẽ kể cái bảng hàm số thứ nhất các em nhé. Đây thầy sẽ kể sang đây. Còn đây là x. Đây là y bằng 3x bình. Khi thầy cho x bằng âm 2, lúc này ta thay x bằng âm 2 vào đây sẽ là âm 2 bình phương lên sẽ là dương 4. Dương 4 sẽ như đây sẽ là 3 nhân với dương 4 sẽ bằng 12. Khi x bằng âm 1 thì thay âm 1 vào x bình đây sẽ là 1 bình phương sẽ bằng 1 nhân với 3 sẽ bằng 3, y sẽ bằng 3. Tương tự x bằng 0 thì y bằng 0. Khi x bằng dương 1 thì y sẽ bằng 3. Khi x bằng dương 2 y sẽ bằng 12. Tương tự x bằng dương 3 thì y sẽ bằng 27. Đối với hàm số thứ hai, ta cũng kẻ bảng tương tự. Trên x dưới y bằng trừ 3x bình phương. Khi x bằng âm 2, y sẽ bằng âm 12. Khi x bằng âm 1, y sẽ bằng âm 3. Khi x bằng 0 thì y cũng bằng 0. Khi x bằng dương 1 thì y sẽ bằng âm 3. X bằng dương 2 y sẽ bằng âm 12. X bằng dương 3 y sẽ âm 27. Đó. Từ đây các em có thể hiểu giá trị khi a đây là dương đúng không? Em nhìn hệ số a, em đối chiếu đây này. Đây là hệ số a. Cũng tương tự đây là hệ số a. Nhưng ở đây, ở ví dụ thứ nhất là hệ số a ở đây là dương 3. Còn ví dụ thứ hai, hệ số 3 đây là âm 3. Trường hợp thứ nhất khi a lớn hơn 0, x lớn hơn 0. Các em để ý này, khi a lớn hơn 0 và x lớn hơn 0 thì hàm số đồng biến có nghĩa x và y đều tăng dần. Hàm số đồng biến, trường hợp thứ hai là vẫn a lớn hơn 0. Không đúng không?
và xì nhỏ hơn không, có nghĩa từ âm 1, âm 2, âm 3 đến âm L xì nhỏ hơn không, đúng không ạ? Thì hàm số nghịch biến, số nghịch biến à, đấy là ví dụ thứ nhất, khi a lớn hơn không và xì lớn không thì là y, y và x đều tăng, có xuống tăng lên và mang giá trị dương, thì là hai hàm số này, thì là hàm số này đồng biến. Còn tương tự với ví dụ thứ hai, các em ơi thấy hệ số này, a này nhỏ hơn không đúng không? Còn ở ví dụ hai, a nhỏ hơn không và xì lớn hơn không, đúng không? Lúc này thì là hàm số này, các em để ý khi hệ số a nhỏ hơn không và xì lớn hơn không, các em để ý nha, khi xì càng tăng lên với hệ số dương tăng lên dần thì hàm số này giá trị âm càng nhỏ dần, điều đó chứng tỏ là hàm số nghịch biến, hàm số nghịch biến. Đấy. Còn trường hợp thứ nữa, thứ hai, khi vẫn là a nhỏ hơn không, a nhỏ hơn không và x nhỏ hơn không, các em để ý này, khi a nhỏ hơn không rồi nha, khi x nhỏ hơn không có nghĩa là bên phía số không thế này, thì các em thấy giá trị của y nó cũng nhỏ hơn không, thì điều đó chứng tỏ hàm số này đồng biến. Đấy, nó hơi rắc rối các em, nhưng mà các em để ý kỹ nữa, em sẽ hiểu bản chất. Thì ra là hàm số đồng biến, số đồng biến đồng biến đó. Các em hiểu chưa? Các em hiểu chưa? Ở trường hợp thứ nhất, ở đối với hàm số này, hệ số a dương và x dương thì hệ hàm số y bằng 3x thì bình tăng dần. Điều đó chứng tỏ là hàm số đồng biến khi a lớn hơn không và x lớn hơn không. Còn hàm số nghịch biến là ngược lại. Nghịch có nghĩa là ngược lại các em ạ. Khi a dương và x nhỏ hơn không, nhưng xuống hàm số này y vẫn cứ dương. Đó là hai hàng giữa x và y có nghịch biến với nhau, nên hàm số này là hàm số nghịch biến. Đấy, tương tự ở ví dụ thứ hai, y bằng trừ 3x thì bình phương, ta thấy hệ số a ở đây là a bằng âm 3, tức là nhỏ hơn không, tức là nhỏ hơn không, khi x lớn hơn không, có nghĩa 1 2 3, thầy lấy ví dụ 1 2 3 này, thì là y vẫn nhỏ hơn không, điều đó chứng tỏ là hàm số nghịch biến. Còn khi a vẫn nhỏ hơn không và x thì nhỏ hơn không và y vẫn cứ, sau khi thay vào hàm số này, y vẫn cứ nhỏ hơn không thì hàm số đồng biến. Vậy là chúng ta vừa mới học về hàm số nghịch biến và hàm số đồng biến các em nhé. Cách nhận biết đây đâu là hàm số đồng biến và đâu là hàm số nghịch biến, các em chú ý các cái này cho thầy. Đó. Còn một cái chú ý nữa, đó các em thấy hàm số y bằng 3x bình phương. Các em có thể, khi sau khi thầy thay các giá trị này âm 1, 0, 1, 2, 3 và các em thấy giá trị 0 là giá trị trung gian đúng không? 0 là trung gian. Và khi x bằng 0 thì y bằng 0. Khi x bằng âm 1, y vẫn là dương lớn hơn 0. Nên một cái chú ý nữa, khi a lớn hơn không thì 0 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số, giá trị nhỏ nhất cái viết tắt là min này, của hàm số. Còn khi a nhỏ hơn không thì
0 và 0 hai điểm này, điểm tại tại điểm này thì 0 0 là giá trị lớn nhất, là giá trị lớn nhất max của hàm số. Nói tóm lại bài 1 về hàm số y bằng ax bình, các em chỉ cần nắm được những cái chú ý này. Thứ nhất là các em nhận biết được đâu là hàm số đồng biến và đâu là hàm số nghịch biến, với hệ số a và hệ số x như thế nào để các em xem đâu đâu là đồng biến, đâu nghịch biến. Và thêm một cái chú ý nữa, các em chú ý vào hệ số a của hàm số. Khi a lớn hơn 0 thì tại vị trí x bằng 0, y bằng 0 là điểm nhỏ nhất của hàm số. Còn khi a nhỏ hơn 0 tại vị trí x bằng 0, y bằng 0 là điểm lớn nhất của hàm số. Vậy là bài 1 nói về đồ thị hàm số y bằng ax bình của thầy đến đây là hết. Chúc các em học bài thật tốt và các em đừng quên để lại ý kiến của các em dưới comment video của thầy. Thầy cảm ơn tất cả các em.